Không biết công công sai người dò la Dương phủ vì chuyện gì? Chỉ là me, không phải đào. Mực này và mực của Giang Tây đều là mực thượng hạng. Thử hỏi thư pháp của ta cũng không kém, nhưng nét chữ viết ra vẫn không đẹp. Vì bản thân chữ này đã không đẹp rồi. Ta nhận được tin tối nay Thích Kế Hoàng kêu sứ đạo đồng của kho binh khí binh bộ đem một phong mật hàm cho Dương phu nhân Đường gia của Thiên Nhẫn Phường, cho nên ta mới phái người đi điều tra quan hệ của họ thôi. Theo thuộc hạ biết, Thiên Nhẫn Phường vừa muốn đứng vững trong kinh thành, chỉ có qua lại xã giao với sử đạo đồng, không hề quen biết Thích Kế Hoàng. Còn về chuyện mật hàm, có khi nào là tình báo của chúng ta sai lầm? Có sai lầm hay không phải điều tra mới biết. Phùng Báo đề bạc Trương Cư Chính, còn Trương Cư Chính thì dựa vào Thích Kế Hoàng lãnh binh cho hắn. Nếu Thích Kế Hoàng lại cấu kết với Thiên Nhẫn Phường, vậy Dương phu nhân đó là cùng một loại người với chúng. Thật ra Thích Kế Hoàng chỉ là một vị tướng tầm thường, cho dù hắn có liên lạc với Thiên Nhẫn Phường thì cũng không hẳn nhất định có âm mưu. Quả hổ quả bì, nan quả cốt. Thích Kế Hoàng suy nghĩ sâu xa, có thể nhẫn nhục. Cho dù bị người ta sỉ nhục thì vẫn có thể coi như không có chuyện gì. Hai người này mới là khó đối phó nhất. Phùng Bảo và ta thề không đổi trời chung. Nếu Dương phu nhân đó là người của bọn chúng thì ta sẽ không tha cho bà. Hoàng thượng à, người mặc bộ giáp này thật là tuấn tú đó. Áo giáp của người Hà Lan quả thật khác với áo giáp của Trung Thổ chúng ta, nhẹ nhàng hoa lệ, khá lắm khá lắm. Tư Mã Gia sai người tặng món quà này quả thật làm trẫm ngạc nhiên đó. Tư Mã Gia là thiên hạ đệ nhất luyện kiếm thế gia, họ đối với trang bị binh khí quả thật rất khéo chọn. Khái bẩm hoàng thượng, Thích Thiếu Bảo cầu kiến. Truyền. Dạ. Bộ áo giáp này tốt quá thì tốt rồi, nhưng mà không biết có giống như lời Tư Mã Gia nói đau thương bất nhập không? Dĩ nhiên rồi hoàng thượng. Lão thần bái kiến hoàng thượng. Bình thân. Thích Thiếu Bảo, khanh đến thật đúng lúc. Khanh thử dùng kiếm của khanh chém trẫm một nhát. Trời ơi hoàng thượng, tuyệt đối không thể. Hoàng thượng là vua của một nước, là vận mệnh của Đại Minh, lỡ như có tổn thương gì sẽ liên lụy luôn cả vận nước đó hoàng thượng. Trời ơi, sao lúc nãy khanh nói Tư Mã Gia rất khéo chọn về binh khí? Nếu bộ giáp này thật sự đau thương bất nhập, trẫm làm sao có chuyện được. Cho dù muốn thử cũng có cách khác mà. Mừng hoàng thượng lại có thêm một báo vật. Bộ giáp này quả thật không phải là hư danh đau thương bất nhập. Khanh nói có phải không Thích Thiếu Bảo? Bẩm hoàng thượng, bộ giáp này quả thật bất phàm, nhưng mà chinh chiến trên xa trường, đao kiếm vô nhãn, sức mạnh không phải tầm thường. Chỉ có một vài mũi tên, thực chất không thể tượng trưng điều gì. Đức, làm phiền Thiếu Bảo thí triển thần công của ngài. Xem ra lần này ngay cả Thích Thiếu Bảo cũng không thể không thừa nhận bộ áo giáp do Tư Mã Gia tấn công quả thật. Hoàng thượng, lão thần nhất thời lỗ mãng hủy hoại bộ giáp,
xin hoàng thượng thứ tội. Lợi hại, lợi hại. Bộ giáp đau thương bất nhập lại bị khanh dễ dàng chém đứt thành hai. Thích Thế Bảo, thật ra kiếm của khanh là kiếm gì vậy? Thanh kiếm này là lão thật nhà một nhà gần đây vừa mở phường rèn kiếm ở kinh thành chế tạo ra. Hả? Chém vàng chia ngọc, quả thật là một thanh kiếm tốt đó. Ha, thật không ngờ trong kinh thành này lại có một phường rèn kiếm giỏi như vậy. Vậy mà trẫm cứ tưởng chỉ có một Tư Mã Gia là rèn kiếm giỏi thôi. Tốt, thật là tốt quá. Đại nhân, Dương phu nhân đã tới rồi. Dương phụ bái kiến đại nhân. Dương phu nhân không cần đa lễ. Số này chính là thù lao làm kiếm, xin phu nhân nhận cầm lấy. Dạ, đại nhân khách sáo quá. Có thể làm việc cho đại nhân quả thật là vinh hạnh của dân phụ. Thanh bảo kiếm này xem như tặng cho đại nhân làm quà gặp mặt. Hơn nữa sau này chuyện tỷ thí trên giáo trường, Thiên Nhã Phường chúng tôi rất cần đại nhân chiếu cố thật nhiều đó. Lần này lão phu muốn nhờ người ta rèn một thanh kiếm thì sử đạo đồng hăng hái đề bạt Dương phu nhân. Giao tình của hai người khỏi phải hỏi, dĩ nhiên là rất thân thiết. Sử đại nhân xưa nay thích kết giao bằng hữu, kết giao hào kiệt, e rằng phu nhân đã tốn không ít ngân lượng. Cho nên ngân lượng này xin phu nhân hãy cầm lấy. Hình như đại nhân không thích kết giao bằng hữu như sử đại nhân. Ta già lắm rồi, rảnh rỗi không có gì làm, chỉ thích nghiên cứu cờ. Hơn nữa lòng người khó đoán, chuyện kết giao bằng hữu chỉ có mấy người mới thích làm thôi. Thiết nghĩ chuyện đời cũng giống như ván cờ vậy, có thể phân rõ địch và ta, nhưng một ván cờ phải có đối thủ mới thích thú. Đại nhân đi một bước biến thành tàn cuộc, hình như mau lẹ quá. Chẳng lẽ phu nhân có ý chơi cờ tranh tài với ta sao? Trong việc chơi cờ, có đối thủ tốt luôn luôn trở thành bằng hữu tốt. À, phu nhân đã hiểu lầm rồi. Lần này lão phu làm vậy không phải muốn mua chuột chiêu nạp, vì cảm thấy Tư Mã Gia danh tiếng quá lớn, muốn mượn sức lực của phu nhân làm giảm ngạo khí của đối phương trước mặt hoàng thượng. Thứ lỗi dân phụ to gan hỏi một câu, chẳng lẽ đại nhân và Tư Mã Gia có thù oán trước? Lão phu không muốn kết oán với ai hoặc gây thù hận gì. Lần này tỷ thi tuyển chọn, trong triều đình mỗi người có dụng ý của riêng họ, mỗi người có mục đích của riêng họ. Còn mục đích của ta chỉ có một, là hy vọng binh lính của ta dùng được binh khí tốt nhất. Nên ta không hy vọng hoàng thượng có bất cứ sự thiên vị nào trong cuộc tỷ thi này. Nếu như người của Tư Mã Gia cuối cùng chứng minh được binh khí do họ rèn tay nghề giỏi hơn người khác, ta sẽ sử dụng họ. Thì ra tàn cuộc mà đại nhân đi, mục đích không phải là sự đột phá gì cả, mà muốn có cục diện mới. Vì vậy cả đời ta quan sát cờ nhiều hơn là chơi cờ. Đại nhân nói không hề sai chút nào. Chơi cờ cần phải có thực lực, nhưng dân phụ tin cho dù công bằng chơi cờ, dân phụ vẫn có thực lực chiến thắng. Phu nhân đã hiểu được ý của lão phu, như vậy là không có gì tốt bằng. Vậy dân phụ xin phép cáo từ. Được nè, người đâu tiễn khách. Dạ, dương phu nhân mời. Vũ Văn Phong, ngươi to gan giấu ta, ngươi đang có giả tâm gì? Thi chức nào dám có giả tâm gì? Chẳng lẽ công công đã hiểu lầm thi chức sao? Ta cũng hy vọng là hiểu lầm. Ta chỉ sợ có những người không giữ lời hứa, ngoài việc không phục tòng ta,
còn tự ý đi tìm kẻ thù ngày xưa để trả thù. Công công nói vậy có bằng chứng thực sự không? Không. Vậy là công công chỉ suy đoán thôi. Không được sao? Được. Gia đình bị người ta trả thù cũng đang hồi hộp lo sợ suy đoán thật ra là kẻ nào trút giận vào họ. Đến cuối cùng cũng cho qua mọi chuyện. Công công là người ngoài cuộc, hà tất chấp nhất quá chứ? Giữ cho phong quỳ xuống cho ta. Bây giờ không có ai ở đây, ngươi không cần ra câu đố. 20 mấy năm nay Tư Mã Gia luôn ở trong kinh thành, ngươi không nhìn đã nhìn bao năm rồi? Ta thật không hiểu ngươi, cho đến ngày hôm nay sao ngươi nông nổi vậy? Làm những trò trẻ con à? Chuyện này ngươi có thể không nhận, ta cũng không hỏi ngươi nữa. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, ta không hy vọng ngươi giấu giếm ta điều gì có ý xấu với Tư Mã Gia.